Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nha. Và có lẽ là rất lâu rồi mình mới lại làm clip đấy các bạn ạ. Và clip hôm nay của mình không phải là clip vlog về một cảnh vật hay một nơi nào đó, mà chính là clip về một đồ vật mình vừa mới đặt trên trang web về. Đó chính là cây súng Skyline. Đây là nguyên hộp của cây súng này các bạn nhé. Bên shop thì đóng gói rất là xịn sò luôn, nhưng chúng ta không biết là bên trong này nó sẽ như thế nào, nó có đúng như với những gì người ta đã quảng cáo hay không các bạn nhé. Đây là tên của mình, đây là Bill, đây là huyện Crong Bong, nơi mình đang sinh sống. Nào chúng mình sẽ tiến hành khui nó ra để xem nó xịn sò như thế nào các bạn nhé, có đáng đồng tiền hay không nhé. Khẩu Skyline, một khẩu rất là nổi tiếng trong game PUBG Mobile. Bây giờ thì chúng ta đến cái phần review cái khâu đập hộp của cái sản phẩm này nha. Mà nghĩ lại điên thì các bạn nghĩ sao, làm đêm quân mình đi mua cái súng PUBG các bạn, mình bị ngáo mất rồi. Ska. Đây các bạn nhé. Ska là. Wow. Khá là xịn sò các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu review toàn bộ những gì có trong cái hộp này các bạn nhé. Đây là hai bì đạn thật. Này chúng ta ngâm nước thì nó sẽ nở ra. Chúng ta để qua một bên. Đây là scope X4 thì phải. Cũng rất là đẹp các bạn nhé, rất là cứng cáp. Đây là cái bán súng. Wow, như ABS rất là cứng các bạn nhé, rất là đẹp, tỷ lệ 1:1 luôn. Đây là phần thân súng. Nhìn chế độ ha, súng rất là cứng, rất là đẹp các bạn. Đây là phần bán súng. Đây là băng nặng thêm, băng nặng xịn các bạn nhé. Băng xịn nha. Phải là băng nặng. Có nặng mở rộng, có lại cộng băng nặng thêm luôn. Vừa có rộng vừa cần nặng thêm. Đây là tay cầm đứng. Đây là tay cầm đứng, một trong những tay cầm rất là được nhiều người thích. Nặng mà 14. Đây là đạn của súng. Hai bịch đạn kia là mình mua theo nhé. Đây là kính bảo hộ. Đây là cái bình để cho đựng đạn các bạn nhé. Chắc là mình ngâm nước vào đó đó. Đây là pin. Pin 7.2 thì phải. Đây là dây sạc, dây sạc pin. Còn cái ống tròn tròn hả chị? Cốt máy đó. À cái nòng, cái thanh nòng lắp phía trước. Đây là con đó là lời brick thì phải. Giảm thanh, silent. Phải giảm thanh, cái này là nòng súng thôi, nòng súng. Nòng bự hơn. Đây là đầu đạn. Phải cái này. Đầu nòng thì phải. Đúng rồi. Còn đây, mũi này là mình có đặt mua thêm các bạn nhé. Đây là một cái Holo Eotech, rất là đẹp. Đây mình mua thêm thôi, chứ không phải là nó có sẵn với hộp nhé, này riêng. Sẵn với hộp là những cái này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp xem khẩu súng này nó sẽ như thế nào nhé. Đây là Holo. Mình sẽ bốt cái nào nó một, nó phải bắn súng. Đây là thanh súng. Đây là đạn xịn nhé. Đây là bắn thường thôi, đây là thanh bắn. Đây là scope. Đây giống cái thường á. Cái hít á. Bốn to, cái đầu giống nó to. Đây là súng, đây là đầu đâu. Đây là bi 7.2. Đây là chốt cái này. Đây là sạc. Đây là bình đạn. Không, cái này là cái này bình đạn không? Cái này là hộp đạn. Chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp các bạn nhé. Đầu tiên mở bình, chúng ta sẽ mở cái này ra. Sẽ để bình bình vô đây. Đúng rồi. Dây trắng này không cần gì, chúng ta sẽ để phía trong. Chúng ta chỉ đưa cái trắng này chắc là lên cái đèn á anh. À quên, mình hết tiền để mình mua một cái laser nữa, gắn rất là đẹp. Dây này dây đèn đúng không? Mình cũng không rõ. Em nghĩ là nó đưa ra đèn. Đây, chúng ta sẽ nối ra đây nha. Cái anh tiếng xa quá. Nối sao ta? Hai cái dắt đúng rồi. À, không phải bên kia mà có cái gờ kia. Ok. Giấu cái dây vào trong đây. Rồi, nghe cái kịch.
sau đó chúng ta sẽ lấy cái vít bằng sắt các bạn nha. Bạn thấy được à? Lấy cái búa tạ đóng xuống. Ok. Thành cứng rồi. Đây chúng ta phải làm xong rồi. Không thể dễ. Mình có thể phải cần phải một cái nắp cặp. Ok. Ừ, đúng là cái đây là cái nhà nhỏ là biểu tượng cái băng xịn nè. Như nè. Ok. Cái này chúng ta có hai cách gắn, một chúng ta gắn ở đây. Nếu như bạn mà muốn nó đẹp, chúng ta sẽ gắn cái đầu nồng ở đây. Có một cái G các bạn nhé, hai G ở đây, chúng ta bỏ cho nó khớp. Rồi, ok. Cái này thì cũng bỏ cho nó khớp luôn. Ok. Dài thì nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Đây là tiếng Anh dài vừa đẹp mà còn vừa chắc lường nữa các bạn. Vừa dài vừa to vừa khỏe. Thích dài thì gắn đó nha, lần nào thích ngắn thì thôi. Rồi chúng ta để vào đây. Đây có một cái vít lại. Bạn vậy thôi. Chết cha, bạn quà cho nó không cứng rồi. Cái súng này được cái là các bạn nhìn xem ở đây. Chắc liệu rất là tốt luôn. Vừa ABS nè. Cái liệu xịt đến từng con vít cho các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã cần hoàn thiện rồi. Chúng ta cần scope nữa hoặc là xong. Scope thì chúng ta sẽ nối cái vít này thôi. Khá là xử lý cồng kềnh. Một pha xử lý rất là cồng kềnh đến từ YouTuber Tiểu Hồ Tử. Rồi, bắt đầu là cứng luôn. Thường thì người ta sẽ để một scope thôi, nhưng mà mình thấy một số tay súng người ta gắn hai cái luôn cho nó ống ngắm phụ hầm hố nha. Đây là một phiên bản ống ngắm phụ. Đây chúng ta sẽ chặn bấm nút ở đây, nó sẽ đưa vào và thả ra. Xong chúng ta nên đẩy tới xíu đi, đẩy tới một xíu. Ok, khoảng cách như vậy là quá đẹp. Ok. Rồi, như vậy là đã xong. Để mình thay, anh thay cái này nữa nè. Đây, đây là bản nặng xịn nè. Bản thường, bản nặng, này bản nặng mở rộng. Ok, các bạn thấy như thế nào? Đây. Rất chỉ là xịn xò các bạn nhé. Tỷ lệ 1-1. Cái súng này tỷ lệ 1-1 với lại bên ngoài luôn. Chất lượng thì khỏi phải nói. Rất là vừa với người mình luôn. Rất chỉ là xịn xò các bạn. Chúng ta sẽ nghe tiếng súng các bạn nhé. À, còn một cái nữa. Ở đây là có những chế độ khác nhau các bạn nhé. Đây là chế độ tự động này. Chế độ từng viên. Và chế độ cũng không biết nữa. Nói chung là mình không biết nói vậy. Nó có 3 chế độ. 1 là khóa, 2 là tự động, 3 là từng viên. Hai là điện, một là khóa, hai là điện thanh, ba là từng viên. Không biết sao mình bật cái này không được. À, xin lỗi các bạn. Nó nằm bên này các bạn nhé. Bên kia chỉ là tiện trưng thôi. Đây, đây là safe, là an toàn. Khóa là đó. Chúng ta đang mặc ở chế độ auto. Auto. Đây là chế độ semi, chế độ bắn từng viên. Bắn thử cho mọi người cái. Mình thử coi sao nhé. Khẩu này thì chế độ từng viên cũng là chế độ một viên nó như nhau các bạn nhé, nó không có phân biệt là semi với lại auto, nói chung là như nhau hết. Khẩu súng này các bạn, đó là nó bao nhiêu tiền? Đón trúng cho luôn đúng không? Nên bạn đón trúng được tặng cái súng này nhé. Bắn luôn.